Và câu hỏi tiếp theo Dương Khánh muốn hỏi đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đáng ạ. Ông đánh giá như thế nào về cái ứng dụng công nghệ hướng đích, cụ thể là nano gravity ion và sản phẩm viên trắng da Nabiotin này ạ? Cái công nghệ này nó có hai cái ưu điểm lớn. Cái thứ nhất là nó là những cái kích thước vốt rất nhỏ cho nên nó có thể hấp thu rất nhanh. Cái thứ hai là nó có thể tiến thẳng đến cái đích mà sản phẩm cần. Đấy, ví dụ như mình định uống vào cái thì định tấn công vào cái vùng nãm của da, những cái chất mà có trong sản phẩm, ví dụ như sản phẩm của lô hội, thế rồi là những cái tinh chất của lô hội và các tinh chất của silen cũng như các tinh chất của các thực thể khác, là nó dưới dạng kích thước vô cùng nhỏ như thế nó có thể đi đến đích luôn và nó không còn chạy lang thang trên cơ thể mà đi đến đích để nó gây ra tác dụng. Thì đấy là hai cái điểm nổi bật. Cái điểm nữa, cái sản phẩm Nabiotin này thì tôi mới xem thêm thành phần của sản phẩm thì nó phần lớn là nó là từ các thảo dược tự nhiên, cho nên nó có hai cái ưu điểm: một là nó ít độc, hai là nó không có gây ra kháng, không gây ra tác dụng phụ và nó làm cho đạt được cái hiệu quả mà của nhà sản xuất mong muốn. Tức là sản phẩm này rất là lành đúng không ạ? Vâng ạ. An toàn. Rất là an toàn. Vâng. Và cảm ơn ông. Và Dương Khánh đúc kết lại là công nghệ hướng đích là gì? Đi phát là đến đích ngay. Xin quý vị một tràng vào tay được không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn ông.